Hello anh em. Hôm nay á thì tối hôm nay á thì mình có đi xem cá và có thấy có một con cá blue topaz ri bông giống của mình nó đẻ, cho nên là mình sẽ quay cho anh em xem luôn. Vậy mình cũng biết đó là anh em nhiều lúc anh em mới chơi á, anh em cũng rất là thích con cá của mình nó đẻ. Như là mình cũng vậy thôi. Lúc mình mới chơi mình thấy con cá mình đẻ thì mình rất là thích luôn. Thôi thì bây giờ mình quay cho anh em xem luôn nha. Này là nó hơi tối rồi, nó sẽ chút mình xua đèn lên cho anh em xem luôn quá nha. Đây anh em thấy không, con có máy Bluetooth của mình nó đẻ con nó ra ngoài này, một hai nó cũng nhiều anh em này, nó lại khá nhiều để mình sẽ lấy nét rõ lại cho anh em xem nha. Đây mình á thì cá mình mà nó mình thấy gần đẻ là mình sẽ tách ra một cái khay như thế này để cho con cá, và mình cho cá nó đẻ và mình thấy đẻ, nếu mà cá mình phát hiện ra nó đẻ là mình sẽ ụp cái lồng đẻ vào nha. Nếu bỏ cái lồng đẻ này vào là con cá mẹ của mình nó không ăn được con cá con em. Cái con đẻ xong là nó sẽ chạy ra ngoài, mình sẽ giữ được cái lượng các con nhiều nhất có thể á. Thấy không? Cái máy của mình là tay bơi cũng rất là dài luôn, và mình thấy á, nó đẻ cũng rất là ít ấy, không phải là ít nhưng mà nó mới đẻ khoảng 1/4 thôi. Giờ tới sáng mình nghĩ nó sẽ đẻ rất là nhiều nữa. Này anh em thấy không, cái con mỗi lần đẻ mình cũng xem cái con như này là mình rất là thích luôn. Mình sẽ có cá để chăm tiếp nè, và mình ghép cũng rất là nhiều. Nhưng mấy cái khay như thế này á thì cá mà gần đẻ thì mình sẽ cho lên khay nha, còn không là mình sẽ ghép vào như thế này. Đây là cá mình ghép này. Dòng Maluto bắt ri bông bên mình thì mình đang làm số lượng cũng khá là nhiều, anh em cần thì nhắn mình nha. Và nó cũng có rất là nhiều giá cho anh em, tiếp cận. Nếu anh em thích dòng VIP thì có loại VIP nha, còn loại thường thì vẫn có loại thường. Chung là có nhiều cái mức giá để anh em dễ tiếp cận ha. Đây và cái này là loại tơ này, loại này mình chưa ghép này. Đây loại này tơ, cái này cũng là loại tơ chưa ghép anh em ha. Tay bơi rất là dài nhưng mà có những cái loại này giá rất là rẻ cho anh em nha. Ngoài này, ôi con cá này của mình lúc sáng mình cũng mới tách ra nè, để mình lấy nhắc lại cho anh em. Lúc sáng mình thấy bụng nó khá là to rồi, cho nên mình tách đẻ nè. Mà con này chắc tầm mai, chứ mình nghĩ mai 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 hạt mốt là nó đã sẽ đẻ thôi. Lúc đó thì mình sẽ bỏ cái lồng đẻ vào nha. Này mình sẽ video này chắc mình sẽ quay vào lô tô bát cho anh em xem thôi. Trong bài nó sẽ có những con cái bộ như mình á, là trong bài nó sẽ có đột biến là những con xe thu như này nè, rất là đẹp. Và rồi giờ thì mình sẽ đi qua cái khu bên kia nha anh em nha. Khu bên kia này mình cũng có ghép cá cho anh em. Đây những bài cá con của mình này. Này cái này là vào lô tô bát nha, sang nghe tầm à hai tuần, hơn 2 tuần tuổi chút này, cá đã ăn trùng được hết rồi. Ở đây là cá con mới đẻ này, nó đẻ tầm mấy ngày tuổi này. Cái ghế của mình rồi, mình sẽ đi qua bên kia luôn nha anh em. Mình thì mình chia rất là nhiều khu á. Mình quên bật cái đèn lên cho anh em thấy cho rõ. Đây cũng là Bluetooth bass. Loại này thì tơ mấy loại kia chút nữa một bài khác. Ở đây này cái loại xe thu anh em này, xe thu này thì lúc nãy thì mình cũng đã nói cho anh em đó, cái bộ xe thu của mình á, là nó đột biến của cái bộ Blue Tobas ri bông phiên si dài của mình ra. Bây giờ mình còn đang thuần nó theo cái cách là mình sẽ cho con trống xe thu kèm với máy xe thu 100% nha, để cho nó ra được cái bộ xe thu thuần chủng. Nhưng mà bộ này á thì mình
nó cũng chưa được thuần 100% á nè, để vẫn có ra là nó vẫn ra là không xe thu vẫn có. Cho nên là mình sẽ để cho anh em cái giá mềm nha, nếu anh em nào là muốn nuôi cái bộ này thì mình sẽ để cái giá rẻ hơn. Rồi này, cái toàn bên này là hầu như là Bluetooth hết nha. Cái này thì mình đã tách lựa hết rồi, những con ri bông thì mình sẽ nuôi chung, và những con không ri bông á, con gen á, nó à bộ Bluetooth ra xe thu nè, ri bông này á, thì anh em cũng biết rồi đúng không, nó đã ra là không phải là 100% là ri bông hết anh em nha, sẽ có một số là nó sẽ ra là máy gen chống gen, nhưng mà máy ri bông với lại chống gen là nó chuẩn, nó đạt yêu cầu, chứ còn chống ri bông thì mình cũng bán thủy sinh với lại và Bluetooth không ri bông thì mình cũng robot gen thì mình cũng bán giá rẻ nè. Cho này cũng biết rồi, cái bộ Bluetooth của mình á, mà mình chống ri bông thì nó đâu kè máy được đâu, mà nó đẹp thiệt, cái loại đó thì mình chỉ bán thủy sinh được thôi. Và đây cái hồ cá giống này là nó lớn lắm anh em, cái hồ này thì cá mình nuôi cũng khá là lâu rồi, nên cái con mái của nó to lắm. Đây mình sẽ soi cho anh em xem này, con nào con nấy là bự chát. À trong này thì như còn hai con là lớn nhất thôi, còn có mấy con thì mình mới lựa phần bỏ vào này, nhưng để mình bác một con lên cho anh em xem nha, đợi một chút. Đây anh em thấy cái máy sao, con cái máy này của mình là nó đẻ đầm máy lứa rồi đó anh em, nó cũng khá là già rồi, mình không biết nó có đẻ thịt nữa không, mà sai như thế này mà đẻ thì chắc cái con này chắc cũng là hơn 50 con một lần á nè. À, mình cũng chia sẻ cho anh em luôn, anh em mà mình khuyên anh em mà nếu nuôi nuôi cá mà cho nó đẻ nhiều á, cá mái nó đẻ nhiều là anh em nên làm nuôi cái hồ anh em á, là anh em hãy nuôi thưa thôi, một hồ như mình như cái khay của mình á, mình nuôi cái giống là tầm là 5 đến 6 cặp thôi anh em, có những hồ mình nuôi rất là ít luôn, như hồ này này, hồ này thì mình cũng nuôi tầm có 3 cặp cho mấy anh em không, con này chắc cũng gần đẻ rồi, chắc mình sẽ tách nó ra luôn quá này. Này còn đây là hồ cá trống của mình này, những con trống của mình là những con trống gen, mình sẽ lựa như thế này đây. Đấy. Thôi thì mình sẽ thả con cá này vào hồ lại nha. À, túi rồi nên chất lượng hình ảnh nó hơi bị thấp á, anh em thông cảm nha. Để lúc nào ban ngày mà mình có thời gian mình sẽ quay lại rõ lại cho anh em xem hơn nha. Rồi và rồi thì mình đã quay gần hết rồi, thôi mình quay luôn cái Bluetooth nhiễm cho anh em xem luôn này. Đây cái loại này là thủy sinh, anh em chắc theo dõi kênh mình biết mình sẽ bán cái loại này rất là nhiều, nên ha trống thì nó sẽ đẻ thôi, Bluetooth này nó sẽ đẻ ra nhiễm nữa anh em nha, có nhiễm nữa nha, những con nhiễm như thế này á thì mình cũng sẽ lựa ra ri bông nhiễm như thế này đó, mình sẽ lựa bán thủy sinh này, thủy sinh thì nó cũng rất là đẹp, nên nào mà thủy sinh thì lấy cái loại này, tại vì cái loại này nó vừa rẻ mà nó vừa vừa đẹp nữa. Đây loại này là rẻ nhất của Bluetooth rồi đây nè. Rồi thôi hôm nay chắc mình sẽ dùng video tại đây, chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ nha, và nuôi cá đẻ thật là nhiều luôn, và cảm ơn anh em đã xem hết video nha, và hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm những video tiếp sau cho anh em xem nha, tạm biệt anh em.